Thời gian qua, công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em lang thang cơ nhở, xin ăn, lao động trái pháp luật, bị làm dùng, xâm hại, tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra, nhất là tai nạn đuối nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng chống đuối nước cho trẻ em khắc phục tình trạng trẻ em lang thang, cơ nhở, ăn xin. Phối hợp quản lý tốt trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, can thiệp cung cấp các dịch vụ xã hội đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị làm dụng sức lao động, bị bạo lực. Kịp thời phối hợp với các ngành, các địa phương có biện pháp can thiệp, trợ giúp khi phát hiện các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, ngăn ngừa trẻ em bị làm dụng xâm hại, lang thang cơ nhở, xin ăn, lao động trái quy định pháp luật.